Hello, xin chào em đã quay trở lại với kênh YouTube Niệm Phật Xuyên Khá nhá. Bọn mình đang ở cái thính thứ hai em ạ. Xe đến, xe đến. Tô máy bay đấy em các bạn. Nhanh thế. Chít. Không nhìn tôi không biết thì tôi chuẩn bị lên một chiếc mình rồi. Thế là dạo này tôi hay dẹt cái kia tôi chưa lên thế nhưng còn tôi lên thì tôi chỉ có phát là lên ngay. Thằng này là bữa giết team Việt Nam này. Mẹ. Đừng 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 rút đừng rút ở đây còn team Việt Nam nữa. Đâu, bắn thằng này chết Trên luôn đồi mà. Kìa. Thằng này nó vừa bắn lốc team Việt Nam ở đây này, trên đồi này. Xe nữa có xe nữa kìa, một đống trên đồi à. Ông Vi đâu rồi? Lên đi còn một một rồi. Rồi lốc ba rồi còn một rồi. Ông cứu đi để tôi kê cho. Còn một đứa nữa. Bắn được cái gì cả. Watch out. Ờ, Vi bắn lốc rồi. Đúng rồi, trong nhà thờ luôn, trong nhà thờ luôn. Mấy anh em Việt Nam này. Cái xe của ông ahead. Đấy. Team Việt Nam này. Hoạt động. Trong nhà đôi mon nè. Watch out. Tập. Nó bắn nhau to lắm. Mình vào nhà đôi đêm mon được các bạn. Lên xe toàn. Nhanh. Không không, nó bắn ở giữa mà. Bắn ở giữa cái khu nước. Không. Ông ấy ông Vi bắn đi nè. Không thấy mà. Không nghe ai nó bắn à? Nghe nhưng mà không thấy. Ông Vi đứng đấy thì bắn được ở chỗ em nằm trong chân cầu thang à. Không không không, chạy 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 chạy. Chết đi đó. Đẩy đẩy vào nhà đi ông ấy, tôi giết hai thằng rồi. Đây này nó là bò trước mặt tôi đây này. Đứng. Nè 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 nè. Còn thằng bọn trong kia nữa. Ờ. Đây cái thằng này Vi. Vi bắn thằng cửa sổ này. Vi Adam lưu đâu? Đấy. Chết thằng đấy luôn, thằng Vi đi ấy, thằng Vi dạ. Ấy. Lên lên đây để bắn bọn này là. Được luôn. Bọn bị thính này. Còn hai thằng đấy thôi, đấy nó à, một rồi kìa chưa? Đấy 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 luôn. Yếu, yếu. Thôi thì ăn luôn đi cho nó nhanh. Yếu nhá. Ăn luôn đi. Không ăn được. Không ăn được. Không ăn được.
đang chặn kim. Nó bò xuống rồi. Nó thiết định rồi à? Watch out. Đâu ấy? Hai kêu đi. Ok, win rồi anh em ơi, trận này bắn AK giảm thanh hơi bị thích. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem đến cuối video, nếu mọi người thấy hay thì nhớ ủng hộ cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người vào những clip tiếp theo. Bye bye anh em.